cũng như các đồng nghiệp của mình ở khắp nơi trên thế giới. Bưu chính Canada đang phải hứng chịu không ít tổn thất khi các khách hàng quay lưng với các hình thức liên lạc truyền thống và chuyển sang sử dụng những phương tiện kỹ thuật số hiện đại. Theo báo cáo kinh doanh hồi tháng 8, cơ quan này đang trên đà phá sản và sẽ hết sạch tiền mặt vào giữa năm 2014 nếu không áp dụng bất cứ thay đổi nào trong chính sách hiện tại của mình. Ai cũng mong chờ các lá thư, đó là thứ mà bạn luôn yêu thích từ khi là một đứa trẻ. Bản thân bưu chính Canada có lẽ càng không muốn vậy. Tuy nhiên, họ không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu chính thức tự hạch toán vào tháng trước, tập đoàn vốn thuộc sở hữu nhà nước này đang phải đối mặt với một khoản thua lỗ đáng báo động 103 triệu đô la Mỹ, thâm hụt trong quỹ lương hưu hơn 6,1 triệu đô. Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng mức giá của chúng tôi là hợp lý nhất vì môi trường hiện tại đang vô cùng cạnh tranh. Theo hãng tin Reuters, hiện 1/3 trong tổng số khoảng 5,1 triệu hộ gia đình trong các thành phố đang sử dụng dịch vụ giao thư tận nhà sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh mới này. Bưu chính Canada cho biết thay đổi này là cần thiết, tuy nhiên quyết định trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích vì cho rằng sự thay đổi dịch vụ này sẽ làm khó cho những người cao tuổi. Không chỉ vậy, ước tính có khoảng 6.000 đến 8.000 lao động sẽ bị cắt giảm do sự thay đổi này.